Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của em hôm nay. Thì hôm nay em lại tiếp tục là đi bắt ong ruồi nữa cả nhà ơi. Hôm nay là một cái khu vực này, khu vực mới nè. Bây giờ kiếm điểm mới đi cả nhà ơi. Điểm cũ thì coi như là toang rồi đó. Không còn cái gì nữa hết rồi. Bây giờ em đi tới đây thì em nhìn thấy trong này có một ổ nè mọi người. Chỗ góc đó đó, góc này nè, cái lùm này nè, đó, có một ổ nó nằm ở trong đó. Bây giờ em sẽ đi vô em coi thử là lớn hay nhỏ, to hay nhỏ nha mọi người. Em nghĩ là nhỏ thôi, tại vì tổ này nó ra vô rất là yếu. Rồi, vô đó em bắt cho cả nhà xem nha. Trời ơi, ong này nó khô rang cả nhà ơi. Nó già cú đế rồi. Không có mật nữa. Đáng lẽ nó phải già nhưng mà nó phải có mật chứ sao đây nó sâu, nó không có mật luôn cả nhà ơi, to đây. Ừ. Nó còn con ong mà nó không có mật. Là đây cho mày luôn, cho tao lấy nhiêu đó làm gì. Tiếp tục đi kiếm ổ khác các nha. Ở trong cái lùm le này em thấy có một tổ này mọi người. Em mới bắt một ổ nó khô rang. Như tổ này có mật. Ây da. Ây da.
Ông này không sợ khói nữa rồi. Sợ khói hả? Mày không sợ khói nhưng mà tao cũng không sợ mày. Ồ, mật ngon cả nha. Lấy thuốc. Đá liên tục luôn cả nhà ơi. Mật cũng ngon nha mọi người. Ổ già thì nó không có mật. Nãy em bắt ổ không có mật. Bỏ lại luôn rồi. Một tổ đầu tiên dắt vô đi tiếp thôi cả nhà. Hồi sáng giờ em đi dưới suối á cả nhà. Tự nhiên đang đi cái ông nội nào không biết ổng đốt cái đám điều của người ta cả nhà, nó cháy á. Em cũng ba chân bốn cẳng cũng bỏ chạy luôn chứ giờ bây giờ mình đi bắt ong mà vô trong cái đám điều mà đi dưới suối nó cháy cái đêm đám điều nó lên nó đổ tội mình đó cả nhà ơi. Mình bữa giờ mình đi vô cái đám điều nào cũng vậy, người ta rất là khó luôn. Cho nên là bây giờ em có nhiều người ta cắt điều mà nó cắt cái nhánh nhỏ thì nói chặt mẹ nó luôn cái đó, cái cây điều của người ta nó tức quá, nó gặp mình là nó bắt lại cả nhà ơi, nó không có cho mình đi, nó chửi như chó vậy đó. Bây giờ em mới vô đây em bắt được một ổ nhỏ này mọi người. Hồi sáng thì bắt ở dưới suối mật nó cũng hơi dở. Bắt được một ổ này thì ở dưới suối mật non cũng được, ổ già này thì nhỏ. Ở tới đây em nhìn thấy có trên này có một ổ nó vừa vừa nè mọi người. Cái sau khi mà nhìn ổ vừa vừa này thì ngó xuống dưới này có một ổ bự nè. Ổ này bự hơn nè. Bây giờ chơi thằng nào trước đây? Chơi thằng nhỏ trước nha. Để thằng bự đó để dành đó làm giống này. Thằng bự nằm kia, thằng bự kia nếu mà có mạch thì một xị chắc rồi đó. Em bắt trong cái chai đá này thì khả năng là nó rung lắc rất là nhiều, cho nên là cũng mong cả nhà là thông cảm cho em. Mình coi video mình giải trí thôi nha mọi người, đừng buông những lời cay đắng. Có hồi nãy có ông anh kia ông nói là chắc là do ở trên đất nông người ta ong nhiều quá, tập trung lên đất nông này ong ở nhà mới còn. Thực ra là không phải đâu nha mọi người. Ở nhà anh em đi cũng dữ lắm á. Chẳng qua là người ta không, chết bà đụng nó rồi, người ta không có làm video cho nên cả nhà không có biết đấy. Chứ ở dưới nhà, cả nhà qua bên kênh của ông Đô Chân Thép mà coi. Anh em có đi ghê lắm chứ không phải đâu. Đi nhiều nơi, đi khắp trốn luôn đó chứ không phải. Đi ở nhà không đâu, ở nhà đi cũng ghê hơn trên đất nông nữa. Người ta bắt ông ở đất nông à, ở nhà hết người ta mới đi đất nông mà. Ê.
cho nó ấy, cho nó có cái khoảng trống là em mới quay cho cả nhà xem được. Mặt cũng vip lắm cả nhà, lên đây mặt cũng được, cũng ok đó. Rồi để em đi xuống đó, xuống đó rồi em quay cái ổ kia cho cả nhà xem nha. Rồi, một tổ đầu tiên, một tổ ở đây này, bỏ đây đã. Đó, mày nằm im nó chờ tao nha. Hình như ổ ong này ở đây nó phấn cũng ít thôi cả nhà. Ổ này to. Cái dấu này có anh em nào bắt rồi mà sao ổ ong nó không có mật hay là để lại đây nè, dấu lên cắt lên luôn rồi nè, dấu tỉa lên đây nè. Khói này nó lật lạc sao ông ơi. Đù phụng nó có khúc vậy mà không tới nữa. Cứ hễ mà thấy chỗ nào dễ là mình lủi lên. Mà cứ lủi lên là nó không có đúng cái hướng. Kỳ lạ. Úi dạ, giờ thì lên tới nơi luôn nè. Có mật. Nhiều khi nó cũng không có mật. Ủa dữ ghê ta. Ui trời nó cắn, trời ơi. Ui nó cắn quá, bỏ tàn cả nhà ơi. Dữ quá. Nó toàn đè mặt nó cắn xong bỏ. Mấy ổ gì dữ vậy, bỏ tàn cho nó đi ổ mới. Nó đứng như năng là dữ quá. Ú cha, nó cắn. Nhanh. Ăn được mật ong của nó. Tiếng này gì là mập mật rồi. Dữ thằng dữ. Cắn ghê gớm luôn coi, cái nhà ơi.
Đây, ăn cắp được rồi. Ăn cắp được hai ổ này. Đây cả nhà ơi. Mật lúc tới đây luôn này cả nhà, lúc tàn luôn á. Quá phê. Tổ này cũng đẹp nè mọi người, tổ này cũng nhỏ hơn nhưng mà nó cũng ngang tầm á. Nó nhỏ hơn thôi nhưng mà mật thì cũng đỉnh lắm. Rồi, được hai tổ. Dắt vô thôi cả nhà, dắt vô đi tiếp thôi. Trong này em thấy có ổ nè mọi người. Chật chội quá cả nhà. Mực đã lắm cả nhà ơi. Tổ này thì phấn được, được con xíu xíu. Ui, xem cái con ong này. Đi đu luôn cả nhà. Cách hai cái ổ nãy em thấy một cặp đó là một tiếng rồi. Giờ mới gặp được ổ tiếp theo này. Ong ở đây nó thưa hay là mình đi không trúng cái chỗ nó đóng hay sao? Đi đu luôn. Mặt ngon ghê luôn cả nhà. Rồi, được thêm một tổ nữa. Đặt vô thôi. Ở đây em thấy có một ổ ong nè mọi người, nhưng mà sao mà nó lép xẹp luôn á. À, đây nè. Nhỏ thôi. Không biết là có ổ bọn không. Không gần đây không biết. Ui cha ơi. Trong kia có ổ nhỏ nữa kìa. Đây nhỏ rồi còn nhỏ với nhau nữa chứ, một đôi nữa chứ. Mật thì đẹp mà sao mà nó ốm ốm vậy ta? Cái khu này hình như là thiếu dinh dưỡng rồi.
được thêm một tổ lép này mọi người, dắt vô và tiếp tục đi kiếm thêm tổ khác. Trên này em gặp một tổ nhỏ nữa mọi người, có anh em nào bắt cái cắt ở đây một tổ rồi nè. Kiến không, kiến nhiều lắm nè. Không, giờ không phải là kéo đuối mà mình đuối rồi cả nhà ơi, mình bị đư rồi, mình đi sáng giờ mình đư rồi, đi không nổi nữa. Ôi trời, đư rồi. Thôi mực thì đẹp, ông thì ông tơ bỏ lại nó cũng không có ở đâu mọi người, đuối quá. Mực thì ok này mọi người, mực thì tới dưng chưng rồi đó, mà ông nó thưa quá, ở cái khu này nó thưa, đi sáng giờ gặp được có một cặp đó thôi cả nhà, đi đừ luôn á. Kiến. Rồi tiếp tục đi một hồi nữa, không có thì đi ra xe về luôn cả nhà ơi. Trong cái lùm này có ngỗ, lùm le này có ngỗ này mọi người. Bắt ổ này nữa chắc giọt luôn cả nhà ơi. Tối mặt đẹp lắm cả nhà. Mặt không có phấn luôn. Xuống dắt vô vỏ cả nhà ơi. Thôi nãy giờ em cũng bọc ong ra rồi cả nhà. Ngày hôm nay thì đi cái khu mà có mật ngon đó cả nhà, như mấy ổ sáng em bắt á thì nó không có ong, mà đi cái khu mà có ong á thì nè cả nhà coi là ké nè. Phấn mà nó một dày thì thâu chứ không đi được đâu cả nhà. Phấn đó thì chỉ có nước và lên đất nông mà bắt. Còn ngon hơn là ở nhà đó. Rồi, còn đây là thành quả sáng giờ đây cả nhà ơi. Thành quả ngày hôm nay của em đây, một ổ bự. Rồi 1 2 3 4 5 6, 6 ổ nhỏ cả nhà. Đó là 6 ổ nhỏ, là một ổ to là gánh kéo theo một bầy mini đi theo luôn. Rồi em cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để xem video ủng hộ em nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo của em nha.